Chào mừng quý anh chị đã quay lại với Bất Động Sản Tiềm Năng. Thì như trong video trước thì chúng tôi đã phân tích qua về vị trí chiến lược của dự án Nobu Đà Nẵng. Và quý anh chị cũng nắm được thông tin là Nobu Residence Đà Nẵng thì là một dự án căn hộ cao cấp mang đến cho cư dân không gian sống đẳng cấp, tiện nghi và tiềm năng sinh lời cao. Và đây cũng là một dự án lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một tổ ấm hoàn hảo tại thành phố biển Đà Nẵng. Và trong video lần này thì cũng hãy cùng Bất Động Sản Tiềm Năng đi chi tiết qua về dự án Nobu Residence Đà Nẵng, về những tiện ích của dự án này. Thứ nhất là về tiện ích chung. Tiện ích chung của dự án sẽ bao gồm có hồ bơi vô cực. Đây là hồ bơi sẽ nằm trên tầng thượng, mang đến cho quý vị một tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển Mỹ Khê và toàn cảnh thành phố Đà Nẵng. Hồ bơi có kích thước rộng rãi và được thiết kế hiện đại sang trọng. Thứ hai là phòng gym. Phòng gym được trang bị đầy đủ thiết bị tập luyện hiện đại, giúp cư dân rèn luyện sức khỏe và nâng cao thể chất. Thứ ba là spa. Spa cung cấp các dịch vụ massage, thư giãn cao cấp, giúp cư dân giải tỏa căng thẳng và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Thứ tư là về nhà hàng. Nhà hàng của tiện ích dự án Nobu sẽ mang đến không gian ẩm thực sang trọng, đẳng cấp với thực đơn đa dạng, phong phú. Hay là quầy bar. Quầy bar là nơi lý tưởng để thư giãn, gặp gỡ bạn bè và thưởng thức những ly cocktail độc đáo. Khu vui chơi trẻ em ở khu vui chơi trẻ em ở dự án thì sẽ được thiết kế an toàn, vui nhộn và giúp trẻ em thỏa sức vui chơi hay là phát triển. Và khu BBQ thì đây cũng là nơi lý tưởng để tổ chức những bữa tiệc nướng ngoài trời cùng với gia đình và bạn bè. Dự án còn có vườn dạ bộ với không gian xanh mát, trong lành, giúp cho cư dân thư giãn và hòa mình vào thiên nhiên. Bên cạnh đó thì còn có là khu vực an ninh với hệ thống camera giám sát 24/24, đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp đảm bảo an ninh cho cư dân. Và cuối cùng ở tiện ích chung là khu vực dọn dẹp vệ sinh, nơi được bố trí hợp lý và đảm bảo vệ sinh cho môi trường chung. Và hãy cùng Bất Động Sản Tiềm Năng chúng tôi tìm hiểu tiếp theo qua tiện ích về riêng tư trong dự án Nobu. Thì đối với tiện ích riêng tư thì sẽ bao gồm có bể sục là giúp thư giãn cơ bắp, giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe. Hay là sân vườn là nơi thư giãn, ngắm cảnh và trồng cây xanh. Và tiện ích riêng còn có khu vực thư giãn như là không gian yên tĩnh để đọc sách, tập yoga hoặc là thiền định. Và ngoài ra thì dự án còn có hệ thống thang máy hiện đại, tốc độ cao, hệ thống điện nước âm tường an toàn và thẩm mỹ, hệ thống internet cáp quang tốc độ cao, dịch vụ dọn dẹp vệ sinh theo yêu cầu, dịch vụ giặt ủi và nấu ăn theo yêu cầu. Bên cạnh những tiện ích đó thì dự án Nobu cũng được thiết kế hiện đại, sang trọng. Những tiện ích ở đây đều được thiết kế theo phong cách Nhật Bản hiện đại, kết hợp hài hòa với nét văn hóa của Việt Nam, sử dụng vật liệu cao cấp, trang thiết bị hiện đại và mang đến cho không gian tiện nghi, đẳng cấp và tinh tế. Ngoài ra thì dự án còn có cung cấp dịch vụ về quản lý chuyên nghiệp, được cung cấp bởi các tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi và an tâm cho cư dân. Dự án còn tạo dựng một cộng đồng rất văn minh, vì ban quản lý tổ chức các hoạt động cộng đồng thường xuyên để giúp cho cư dân giao lưu, kết nối và xây dựng cộng đồng văn minh gắn kết. Và cuối cùng là dự án nâng tầm giá trị cuộc sống của quý anh chị với tiện ích đẳng cấp, góp phần nâng tầm giá trị cuộc sống cho cư dân, tạo dựng một môi trường sống lý tưởng giúp cư dân tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Và Bất Động Sản Tiềm Năng chúng tôi cũng đưa ra một kết luận là hệ thống tiện ích tại Nobu Residence Đà Nẵng được đánh giá cao bởi sự đa dạng, hiện đại, sang trọng, được quản lý chuyên nghiệp. Đây cũng chính là điểm nhấn tạo nên sức hút cho dự án và mang đến cho cư dân trải nghiệm sống đẳng cấp, nâng tầm giá trị của cuộc sống. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi video và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.